Xin chào các bạn. Hôm nay mình đang trên tay cái cục pin dự phòng siêu dễ thương có tên là Mi Power QX 10.000 version 2. Thì nó khác gì với lại version 1. Bây giờ mình sẽ trên tay cho các bạn xem những cái cục pin dễ thương này. Thì mình đang có toàn bộ 6 màu của Mi Power đưa ra, thì bao gồm màu cam nè, màu đỏ, màu đen, màu trắng, màu xanh này mình gọi đây là xanh min và một màu xanh cỏ đó. Hôm nay mình sẽ trên tay cái màu cam này, thì mình còn gọi nó là màu coral. Màu này năm ngoái trên iPhone XR cũng là cái màu của năm 2019 luôn, màu san hô. Rồi thì khi các bạn mở hộp ra sẽ được tặng một cái sợi cáp USB-A ra USB-C để sạc nè, một cái túi nhôm để bỏ cục pin nè, và một cái miếng dán. Thì cái miếng dán này đó chính là cái việc các bạn dán lên cái phần bề mặt của cái sạc không dây để mà khi các bạn để thiết bị di động lên nó sẽ không bị xê dịch. Và một cuốn sách hướng dẫn sử dụng đầu tiên chính là cái thiết kế. Nếu mà các bạn không biết đây là cục pin của Mi Power thì thoạt nhìn ban đầu các bạn sẽ nghĩ nó giống như một cái loa di động mini, tại vì đây là một cái thiết kế rất là đặc biệt trong cái thế giới pin dự phòng hiện nay. Nó rất là dễ thương cũng như có những cái màu rất là nổi bật, thì mình nghĩ nó thích hợp cho giới trẻ cũng như là cho các bạn nữ. Bao bọc nó là một phần nhựa bóng, ở phần bề mặt dưới á, nó sẽ nhô lên 4 cái cục để mà khi các bạn để lên bàn á, nó sẽ tránh chạy cái phần nhựa bóng này. Nhưng mà mình nghĩ cái phần nhựa bóng này hoàn thiện rất là tốt, nó sẽ ít bị chạy hơn. Thì riêng cái bề mặt sạc không dây nó được thiết kế nhám, có một cái dấu cộng ở đây. Ở hai bên đây là cổng USB-A, một cổng là hỗ trợ 5V 2A là công suất 10W, một cổng là 5V 1A là công suất 5W là sạc rất là bình thường, rất là chậm. Còn đây là cổng USB-C hỗ trợ Power Delivery 18W, và đây là một cái nút mở nguồn. Rồi thì đây chính là điểm khác biệt giữa version 2 đối với version trước đó, đó chính là cái việc họ hỗ trợ cổng C có điện ra Power Delivery 18W. Trước đây cái cổng C này á, nó chỉ nhận điện sạc vào thôi chứ không nhận điện sạc ra, thì đây là một cái cải tiến. Rồi và cổng USB-C Power Delivery này nó cũng nhận sạc vào cho chính cục pin này là 18W luôn đó. Nên là các bạn muốn sạc nhanh cho cục pin 10.000mAh này thì cứ cắm sạc cổng C cho nó. Và tất nhiên nó chỉ có một lựa chọn duy nhất là sạc vào cổng C thôi. Ở đây là một cái quai đeo rất là xinh xắn. Đây là một cái dây để tặng kèm trong cái cục pin này luôn. Thì tất nhiên các bạn có thể gỡ ra, các bạn thay những cái phần quai đeo khác bên ngoài, rất là thời trang, rất là đẹp. Ở mặt sau thì in những cái thông tin của cục pin này. Với cái thiết kế hình vuông nhỏ nhắn như thế này á, thì mình nghĩ khi mà các bạn cắm sạc ba cái cổng á, thì nó không bị rườm rà ở một chỗ, nó sẽ phân ra nhiều hướng, thì khi đặt lên bàn cũng sẽ đẹp hơn. Thì đối với nhu cầu của mình đang xài iPhone thì mình rất là cần những cái cổng C hỗ trợ Power Delivery như thế này đây. Thì 18W mình đã đủ sạc nhanh cho cái iPhone của mình rồi. Còn cái cổng USB-A 5V 2A này á, là 10W á, thì mình có thể sạc được cho những cái thiết bị smartphone bình thường thôi. Ví dụ như các bạn xài iPhone, từ iPhone 7 trở xuống nó không hỗ trợ PD thì các bạn có thể dùng cổng này để sạc được, rất là bình thường. Còn đây là cổng 5V 1A thì một số bạn sẽ nghĩ rằng là bây giờ ai mà còn xài điện 5W để sạc cho các thiết bị nữa. Nhưng mà các bạn lưu ý là những cái đồ vật xung quanh chúng ta như là tai nghe Bluetooth hay là những cái smart band, những cái smartwatch thì nó rất là cần những cái cục sạc chậm 5V 1A để sạc cho nó. Tất nhiên tùy thiết bị, đối với những thiết bị nào mà không đủ thông minh để nhận điện vào, nếu các bạn xài những cái cổng sạc nhanh để sạc cho nó thì sẽ rất có nguy cơ bị hư. Chúng ta nên sử dụng những cái cổng 5V 1A này để sạc cho các thiết bị phụ kiện đó. Thì mình nghĩ có thêm cái lựa chọn này rất là tuyệt vời. Đây là phần sạc không dây thì nó hỗ trợ tiêu chuẩn sạc chi lên đến 10W. Thì 10W sạc rất là ok, rất là ổn. Thì khi các bạn bấm nút thì chỉ cần đặt iPhone lên hay là những cái thiết bị hỗ trợ sạc chi không dây khác thì nó đều nhận rất là nhanh. Ở những cổng này nè, bản chất cái cục pin này á, khi mà các bạn cắm sạc là nó đã kích hoạt nguồn rồi. Các bạn không cần phải nhấn nút nguồn nữa, nhấn nút nguồn chỉ khi các bạn đặt sạc chi lên thôi. Khi mà các bạn cắm dây mà không sử dụng nữa thì một thời gian sau, vài giây sau nó sẽ tự ngắt cái cục pin này. Cũng như là đây là cục pin khi mà sạc đầy vào thiết bị thì nó cũng sẽ tự ngắt điện luôn. Đó là điều rất là cơ bản của những cái thiết bị pin dự phòng về cái chứng chỉ an toàn. Tóm lại với dung lượng 10.000mAh trong một cái kích thước đáng yêu, nhỏ gọn như thế này, nhiều màu sắc như thế này, thì mình nghĩ đây là một cái sự lựa chọn pin dự phòng rất là tốt
cho các bạn trẻ cũng như là các bạn nữ sẽ rất là yêu thích cái này. Hôm nay mình đã sử dụng nó và có rất là nhiều người hỏi nó là ô sao cái pin này nó rất là đẹp vậy. Rồi thì mình mua được cục pin Mi Power QX 10.000 với giá 1.500.000, mình nghĩ rất là xứng đáng để đạt được tiêu chí vừa thời trang vừa sạc nhanh các thiết bị di động cũng như là dễ mang đi hàng ngày. Xin cảm ơn các bạn.